Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Trên 100 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Mỹ áp lệnh hạn chế bay Ferguson do biểu tình bạo lực. 1/3 số nạn nhân của nạn buôn người là thanh thiếu niên. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt thời gian kê khai thuế và nộp thuế của các doanh nghiệp. Trong đó ưu tiên hàng đầu chính là đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng và tiến tới nộp thuế điện tử. Thực hiện luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Trong năm 2014, ngành thuế đã chủ động thông báo, đôn đốc nhắc nhở người nộp thuế thực hiện các hình thức nộp hồ sơ khai thuế, thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Do vậy, công tác kê khai thuế đã có chuyển biến tích cực, thể hiện tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế toàn tỉnh đạt trên 90%. Hiện nay, ngành thuế Vĩnh Phúc là một trong 3 tỉnh được Tổng cục Thuế triển khai thí điểm đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng BIDV. Ngành thuế đã phối hợp với ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc triển khai nhiều buổi tập huấn cho người nộp thuế có mở tài khoản tại hệ thống ngân hàng BIDV trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 100 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Đến nay, bảo hiểm thất nghiệp được đánh giá là giải pháp thiết thực hỗ trợ kịp thời cho người lao động khi bị thất nghiệp. Người lao động khi bị mất việc làm chỉ cần có quyết định thôi việc của chủ sở hữu lao động và có chứng minh thư nhân dân. Sau đó, tới đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, từ đầu năm 2014 đến nay, số người tới đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm có trên 4.600 lượt người. Trong đó, số người được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên 4.400 người, với tổng số tiền chi trả trên 35 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể dẫn tới người lao động mất việc làm và không có thu nhập. Bảo hiểm thất nghiệp ra đời được coi là một giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp người lao động khi mất việc làm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các doanh nghiệp và các chủ sử dụng lao động cần chủ động cho việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của mình. Đây cũng là một cách thiết thực để giữ chân người lao động, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc gắn bó với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất vượt qua khó khăn trong thời kỳ suy thoái của nền kinh tế hiện nay. Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách, từng bước thực hiện nền hành chính công khai dân chủ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đã từng bước gỡ bỏ những rào cản thủ tục hành chính phiền hà trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho người dân và cả bộ máy hành chính. Trước đây, để chứng thực các loại giấy tờ, thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực địa chính, xây dựng và tư pháp hộ tịch, người dân trên địa bàn thị trấn phải mất nhiều thời gian đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay, người dân chỉ cần đến phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thị trấn, nộp hồ sơ và đợi nhận kết quả. Với việc áp dụng cải cách thủ tục theo hướng thuận lợi nhất cho nhân dân, sau 10 tháng năm 2014, bộ phận tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính của thị trấn Thanh Lãng đã tiếp nhận và giải quyết gần 8.000 lượt thủ tục giấy tờ các loại. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa giúp việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ mang tính khoa học chặt chẽ là điều kiện tăng cường năng lực, trách nhiệm của công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cosmos đóng tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên được thành lập năm 2004, là doanh nghiệp 100% vốn trong nước. Công ty chuyên sản xuất các mặt hàng phụ kiện cho các đối tác như Honda Việt Nam, Gisi, Sendezen và một số doanh nghiệp khác. Nhờ làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nên liên tục trong 10 năm qua, công ty không có tai nạn lao động hoặc cháy nổ xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người lao động. Với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn là hạnh phúc cho mọi gia đình. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos luôn quan tâm chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Ngay từ khi thành lập, công ty đã đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các giải pháp, hệ thống kỹ thuật an toàn trong phòng cháy và chữa cháy. Công ty đã thành lập Ban An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ với 29 thành viên và đội phòng cháy chữa cháy của công ty gồm 50 người là những công nhân khỏe mạnh, nhiệt tình, hoạt động theo quy chế thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chế độ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ.
đội phòng cháy chữa cháy của công ty là được xây dựng là xuyên suốt cho tất cả các đội sản xuất cũng như là các anh chị em trên văn phòng đều được tham gia tập huấn hàng năm, và có đội phản ứng nhanh để sơ cấp cứu tai nạn tại chỗ hay là để phòng cháy chữa cháy. Thì đội ngũ này của chúng tôi thì bao gồm là những nhân viên mà chúng tôi xây dựng là những nhân viên có am hiểu về ngay cả về kỹ thuật máy móc thiết bị, hay là hầu hết là các nhân viên được học qua đào tạo các ngành điện, làm sao để có đủ cái khả năng để có thể khi mà có sự cố biến cố xảy ra thì mọi người đều có cái kỹ năng cũng như cái nhận thức hoặc là có trình độ để mà có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại một cách nhanh nhất. Ngay từ đầu năm, Ban An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, xây dựng và hoàn thiện nội quy lao động, thường xuyên tuyên truyền nội quy quy chế làm việc cũng như công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ tới từng cán bộ công nhân lao động. Bên cạnh đó, vào tháng 4 hàng năm, công ty phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống cháy nổ khẩn cấp. Thông qua tập huấn, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đội và công nhân trong công ty nâng cao nhận thức, từ đó thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Bản thân là một thành viên trong cái đội phòng cháy cháy của công ty thì bản thân tôi cũng nhận thức rõ ràng, rất là rõ ràng về cái việc tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy. Đấy. Tức là mình làm những cái việc chuẩn bị trước và tìm ra những cái nguy cơ để mà dẫn đến cái việc cháy nổ để mình hạn chế cái nguy cơ ấy thì sẽ hạn chế được cái tổn thất. Công ty tích cực tổ chức tuyên truyền cho người lao động hiểu, thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp. Ban an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ luôn chủ động lên kế hoạch duy trì thực hiện các hoạt động như tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng, thay thế các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo đạt chuẩn. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với các lao động mới được tuyển dụng, đưa công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trở thành hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp và người lao động trong suốt cả năm. Với những kết quả đạt được trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ những năm qua, năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cốt Mốt được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Năm 2013, giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tặng giấy khen cho giám đốc công ty đã có thành tích xuất sắc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Chuyển sang phần tin quốc tế, Litva sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp chính phủ nước này đối phó với lực lượng đối lập tại miền Đông. Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaitė diễn ra ngày 24 tháng 11. Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh phía Litva sẽ cung cấp các loại vũ khí quan trọng cho quân đội Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine cho thấy tình hình Ukraine trong những ngày tới vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Theo số liệu công bố tính đến ngày 20 tháng 11 vừa qua của Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông từ trung tuần tháng 4 đến nay đã lên tới hơn 4.300 người, và số người bị thương là hơn 9.000 người. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đã áp lệnh hạn chế bay tạm thời tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri của Mỹ, do các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực sau khi một hội đồng xét xử ra phán quyết không buộc tội viên cảnh sát da trắng đã bắn chết một thanh niên da màu hồi tháng 8 vừa qua. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đã áp lệnh hạn chế bay tạm thời tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri của Mỹ do các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực sau khi một hội đồng xét xử ra phán quyết không buộc tội viên cảnh sát da trắng đã bắn chết một thanh niên da màu hồi tháng 8 vừa qua. Sở cảnh sát hạt San Luis cho biết đã nghe thấy tiếng súng hạng nặng ở Ferguson gần hiện trường nơi thanh niên da đen bị bắn chết, trong bối cảnh hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành tại các thành phố ở Mỹ, trong đó có Los Angeles và New York, để phản đối phán quyết trên. Đã xảy ra các vụ phóng hỏa và cướp phá tại một số cơ sở kinh doanh sau khi bạo lực bùng phát ở thị trấn Ferguson. Những vụ cháy lớn xảy ra tại các cửa hàng bán phụ tùng ô tô và cửa hàng mỹ phẩm. Cảnh sát đã phải bắn đạn khói và hơi cay từ các xe bọc thép để giải tán các đám đông biểu tình. Tòa án Bồ Đào Nha đã ra lệnh bắt giam cựu thủ tướng José Sócrates do nghi án trốn thuế và mở tài khoản ngân hàng phi pháp. Ông José Sócrates đã bị tạm giam kể từ sau vụ bắt giữ đột ngột ngày 21 tháng 11 vừa qua tại sân bay Lisbon khi vừa trở về từ Paris, Pháp. Sau đó, nhà chức trách Bồ Đào Nha đã tiến hành hàng loạt cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh và nơi ở của ông Sócrates tại Lisbon, trong đó bao gồm các khoản tiền gửi của ông Sócrates so với số tiền thu nhập mà ông khai báo với các cơ quan thuế, và một căn hộ mà ông Sócrates từng sống tại Paris vào năm 2012 có giá trị ước tính 3 triệu euro, tương đương 3,7 triệu đô la Mỹ. Kết thúc thời gian thẩm vấn kéo dài song song với hoạt động điều tra, Tòa án Bồ Đào Nha đã ra phán quyết giam giữ cựu chính trị gia này, cùng án tù dành cho lái xe riêng của ông và doanh nhân Carlos Santos. Ông Sócrates, 57 tuổi, giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 2005 đến năm 2011. Truyền thông và các nguồn tin từ bệnh viện cho biết sáng ngày 25 tháng 11, một bệnh nhân bị nghi nhiễm virus Ebola đã tử vong tại thành phố công nghiệp Faisalabad của Pakistan sau khi trở về từ châu Phi. Anh Zulfika Ahmad, 40 tuổi, sống tại huyện Chiniot của tỉnh Punjab, từ Togo trở về Pakistan ngày 16 tháng 11. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Ebola tại Pakistan. Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người tại Tây Phi, đặc biệt là ở ba nước Sierra Leone, Liberia và Guinea. Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm công bố báo cáo cho biết, 1/3 số nạn nhân của tệ buôn người trên thế giới là trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi. Báo cáo về nạn buôn bán người quốc tế từ năm 2010 đến năm 2013 cho thấy có ít nhất 40.000 người báo cáo lên cơ quan chức năng họ là nạn nhân của các tổ chức buôn người. Trong số này, 1/3 là trẻ em dưới 18 tuổi. Phụ nữ và bé gái chiếm tới 70% số nạn nhân, trong đó phần lớn bị ép hành nghề mại dâm. Theo Liên Hợp Quốc, số nạn nhân sẽ còn tăng mỗi năm. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc phòng chống ma túy và tội phạm, các nạn nhân của bọn buôn người thường bị đem bán từ các nước kém phát triển sang các nước phát triển. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mỗi ngày có 25 người trong chúng ta bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay về. Thank you.
mỗi ngày hàng chục gia đình tan nát, hàng trăm người đau xé lòng vì mất người thân yêu. Tưởng nhớ người đi vì người ở lại.